Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin trình bày tiếp theo bài viết và nhà nghiên cứu của Jacqueline Nguyễn. Người này đã là linh mục trong giáo hội Công giáo, được cải đạo từ rất lâu. Và bài viết của ông đã nói lên tất cả những nguồn gốc cội rễ của Công giáo cũng như Hồi giáo, Do Thái giáo. Đề tài Công giáo, huyền thoại và tội ác của Jacqueline Nguyễn sẽ được trình bày tuần từ rất nhiều đề mục, nhưng mình sẽ làm những phần nào để cho các bạn dễ nghiên cứu, dễ nghe và hiểu. Thì trong những cái đề tài nghiên cứu nào, nó cũng có phần dẫn chứng bằng tiếng nước ngoài, kể cả tiếng Pháp, tiếng Ý, thậm chí có những thứ tiếng chưa được dịch sang tiếng Anh. Do đó mình không thông thạo được nhiều thứ tiếng, cho nên mình lược bỏ những cái phần ghi chú dẫn chứng bằng tiếng các quốc gia lân cận, chẳng hạn như tiếng Do Thái, tiếng Kuwait, tiếng Iraq, tiếng Nga. Thì mình xin mạn phép được lược bỏ, và mình chỉ đọc phần dịch nguyên văn, phần dịch bằng tiếng Việt của nhà nghiên cứu Jacqueline Nguyễn. Như các bạn đã biết, Abraham, ông tổ của các đạo Chúa. Các đạo thờ Chúa gồm đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi đều có chung một ông tổ là Abraham. Abraham là người Do Thái sinh trưởng tại thành phố Úc thuộc đế quốc Babylon, hiện nay thuộc phía nam Iraq, phần giáp Kuwait, vào thế kỷ 20 trước công nguyên. Theo các nhà khảo cổ thì hiện tại vùng Lưỡng Hà Châu là vùng đồng bằng được cấu tạo bởi hai con sông lớn Tigris và Euphrates. Giống người Sumerian đã lập nên một nền văn minh quan trọng của thế giới cổ. Họ là những người đầu tiên xây cất những thành phố lớn thời cổ, gọi là những quốc gia đô thị như Ur, Erech, Kish, Babylon vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên. Tại những thành phố này, người Sumerian đã phát minh ra chữ viết, bánh xe, kỹ thuật luyện kim, vườn treo, những tháp Babel trong Kinh Thánh Do Thái, những điều luật thành văn, thành thơ văn và rất nhiều huyền thoại. Trong số những huyền thoại của Sumerian có chuyện vườn địa đàng của đạo Do Thái sau này. Năm 2300 trước công nguyên, giống dân Semitic Akkadian, tức giống Do Thái Ả Rập dưới sự lãnh đạo của vua Sargon, đã chiếm toàn vùng Lưỡng Hà Châu. Hai nền văn hóa Semitic và Akkadian và Sumerian hòa đồng và phát triển trong 300 năm. Tới năm 2000 trước công nguyên, giống dân Ammonitic chinh phục các quốc gia đô thị trong vùng Lưỡng Hà Châu và lập nên đế quốc Babylon. Họ chọn đô thị Babylon làm thủ đô cho cả đế quốc. Babylon hiện nay là vùng sa mạc cách Baghdad, thủ đô Iraq, khoảng 80 dặm về phía nam. Những người sống trong đế quốc Babylon tin tưởng thủ đô của họ là nơi linh thiêng, là cái cổng của thiên đàng. Babylon được xây dựng như hình ảnh của nước trời.
mỗi một ngôi đền, mỗi một ngọn tháp hay một khu vườn treo là một bản sao của các lâu đài trên thiên đàng. Tại các đền thờ, các tu sĩ làm lễ và đọc sách thánh kinh mà họ gọi là Emuna Inlit. Thánh kinh thường được viết dưới dạng thơ có nội dung ca tụng các vị thần đã chiến thắng sự hỗn mang trong vũ trụ. Trong số các vị thần đó có thần Eo, là tượng của ngài là một con bò đực mạ vàng. Babylon là tiếng ghép lại từ hai chữ Bab và Ili, có nghĩa là cái cổng của trời. Tư tưởng cốt yếu của người Babylon là không có vật gì tự nhiên mà có. Trước khi có thần thánh và con người, một vật tự hộ thiêng liêng đã có từ trước vô cùng. Đó là tư tưởng sơ khởi về một thiên chúa cho các đạo thuộc hệ thống độc thần giáo sau này. Những quan niệm của người Babylon về thiên đàng, về thánh kinh, về đất thánh và về thần quyền là những yếu tố quan trọng làm nên nền móng cho cả ba đạo Do Thái, Kitô và Đạo Hồi. Đế quốc Babylon được thành lập cách đây khoảng 4.000 năm, nhưng trước đó có những thành phố khác trong đế quốc như thành phố U đã được xây cất từ năm 5.500 trước công nguyên. U là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, vì tính tới nay thành phố này đã có 7.500 tuổi. Thành phố U là toàn vùng Babylon đã bị hủy diệt do một trận lụt lớn gây ra vì sự đổi dòng của con sông Euphrates. Vào cuối thế kỷ thứ tư trước công nguyên, cả vùng này trở thành sa mạc vì thiếu nguồn nước. Các nhà khảo cổ gọi nền văn minh ở vùng này là nền văn minh của dân Sumerian trước đế quốc Babylon. Chính tại thành phố U, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu vết về nhân vật Abraham, thực sự là những huyền thoại nói về Abraham, ông tổ chung của đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi. Tại thành phố này, người Sumerian đã phát minh ra bánh xe chữ viết, 1 giờ có 60 phút, vòng tròn có 360 độ. Thành phố này cũng đã phát sinh ra các đạo chúa và các cuộc tàn sát đẫm máu về tôn giáo. Nhiều bảo chúa tại thành phố này đã tự xưng là thần thánh, từ trời xuống cai trị muôn dân bằng thần quyền. Dân Sumerian biết luyện kim để đúc lưỡi cày, khiến cho những cánh đồng của họ thêm màu mỡ, và biết dẫn thủy nhập điền để tạo nên một nền nông nghiệp phồn thịnh. Tuy nhiên, họ cũng dùng luyện kim để đúc giáo mát và mũi tên đồng, khiến cho những ruộng lúa xanh tươi của họ trở thành những cánh đồng máu. Giữa thế kỷ thứ 19, các nhà khảo cổ Âu Châu đổ xô đến vùng Babylon khai quật tìm cổ vật. Họ đã mang về cho nước Âu Châu không biết bao nhiêu di vật của nền văn minh rất lâu đời này. Những con bò đực mạ vàng, những phiến đá ghi chép các huyền thoại và các luật thời cổ. Có nhiều huyền thoại của dân Sumerian sau này đã đi vào kinh thánh của Do Thái. Các cổ vật tìm thấy ở Babylon đã mở toang cánh cửa bí mật của các đạo thời chúa bằng những hiện vật cụ thể và các tài liệu lịch sử thành văn. Các cổ vật này cũng là những tài liệu vô cùng quý giá cho nhiều ngành nghiên cứu khoa học. Năm 1917, nhân dịp quân Anh đánh chiếm Iraq, một đoàn khảo cổ người Anh do nhà khoa học Leona Woolley dẫn đầu đã đến phía nam Iraq gần giáp Kuwait, khai quật thành phố U tìm dưới lớp các sa mạc. Những thập niên 60, nhiều đoàn khảo cổ khoa học
của Mỹ đến vùng Babylon và U khai quật 25.000 địa điểm, đã tìm thấy rất nhiều di vật của nền văn hóa cổ này. Họ đã giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu thêm rất nhiều về nguồn gốc của các đạo thờ Chúa. Căn cứ vào các cổ vật và sử liệu khách quan, các nhà nghiên cứu đã xác định Babylon mới thực sự là nơi xuất phát đầu tiên của các đạo Thiên Chúa. Trước đó mọi người đã lầm tưởng Jerusalem, thủ đô Do Thái, là thánh địa của các đạo này. Người Babylon quan niệm cuộc sống trên thế gian chỉ là tạm bợ, cuộc sống đời sau ở thiên đàng mới đích thực là hạnh phúc vĩnh cửu. Họ tin thế gian này sẽ bị tiêu hủy trong một lúc nào đó, gọi là ngày tận thế. Sau ngày tận thế, nước trời sẽ được thiết lập ở thế gian. Hai ý niệm về thiên đàng và ngày tận thế luôn luôn quyện lại với nhau. Đó là những ý niệm xuyên suốt từ Babylon qua Jerusalem và Vatican ngày nay. Những tư tưởng đầu tiên của Abraham chưa hẳn đã xác định có một Thiên Chúa duy nhất, mà ông ta chỉ có ý định chọn một vị thần mạnh nhất trong các vị thần của dân Sumerian để tôn thờ mà thôi. Vị thần mà Abraham chọn là thần Eo, một con bà đực mạ vàng. Hiện nay tại bảo tàng viện Băng Đát có trưng bày tượng bò đực và mạ vàng của dân Sumerian thuộc thời đại đế quốc Babylon 3.000 năm trước công nguyên. Khoảng năm 2.000 trước công nguyên, Abraham được tôn lên làm vị lãnh đạo các tộc trưởng Do Thái trong đế quốc Babylon. Abraham dẫn dân Do Thái rời khỏi đế quốc Babylon về miền đất hứa là vùng Canaan, hiện nay được gọi là West Bank, tả ngạn phía tây sông Jordan. Tại đây, Abraham đã kết hợp với các bộ lạc Do Thái khác với ý định thành lập một quốc gia cho các dân tộc Do Thái. Ông có nhiều vợ dân tộc Do Thái, rất tự hào tự xưng là con cháu của Abraham. Và bà vợ của Abraham là Sarah. Các dân tộc Hồi giáo Ả Rập cũng tự xưng là con cháu của Abraham, nhưng thuộc dòng Imet, con trai của Abraham. Và bà vợ bé tên là Hagar, sau khi sinh Isaac, có nghĩa là tiếng cười. Bà vợ cả Sarah thường hay ghen tương với bà vợ bé, nên đã đòi Abraham phải ruồng bỏ Hagar và Imet. Abraham cầu xin Chúa cho Imet, được Chúa hứa sẽ cho Imet trở thành tổ phụ của đại quốc gia sau này. Sau đó Abraham đưa bà Hagar và con trai Imet đến thung lũng Mecca. Tại đây có con suối thiên Zamzam. Hai mẹ con của Imet được Thiên Chúa đích thân chăm sóc. Abraham thường hay đến thăm Imet, và hai cha con cùng xây nền Kabat là ngôi đền thờ Thiên Chúa đầu tiên trên thế giới. Imet trở thành tổ phụ của các dân tộc Ả Rập. Những người theo đạo Kitô gốc Âu Châu hay Á Châu không có liên hệ huyết thống gì với Abraham, nhưng vì đạo Kitô cũng như đạo Hồi đều thoát thai từ đạo Do Thái, nên những người theo đạo Kitô cũng coi Abraham như một vị thánh tổ phụ. Trong sách kinh Nhật khóa của Tổng giáo phận Sài Gòn, trang 143-146, có kinh cầu cho dân nước Việt Nam đặng trở lại đạo thánh, có đoạn như sau: Lạy Chúa, thuở Chúa mới giáng sinh, Chúa đã kêu gọi ba vua phương Đông
đến thờ lạy Chúa. Chúa đã phán rằng ngày sau sẽ có nhiều kẻ bởi Đông Tây đến nghỉ ngơi cùng thánh ở Abraham trên nước thiên đàng. Nay nước Việt Nam cũng là một cõi đông phương đang còn nhiều kẻ tin vơ thần quấy chưa hề biết đấng Chí Tôn, xin Chúa hãy làm cho nó tìm đến cùng Chúa hầu ngày sau đặng nghỉ ngơi trên nước thiên đàng, chúc tụng không khen Chúa đời đời kiếp kiếp. Đối với đạo hội, Abraham là tiên tri thứ nhất, Môi-se là tiên tri thứ hai, kế đến là nhiều tiên tri Do Thái khác, rồi mới đến Giê-xu. Mahomet là tiên tri cuối cùng và lớn hơn hết của Thiên Chúa. Người Hồi giáo không coi Giê-xu hay Mohammed là Thiên Chúa hiện thân, mà chỉ coi những vị này là những người con bằng con người, bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Tuy nhiên, họ tôn kính Mohammed là một đại thánh mà không một ai trên thế gian có thể sánh ngang với Ngài. Về sự hiểu biết và quyền năng, không một ai được Thiên Chúa hoặc mặc khải một cách hoàn hảo cho bằng Mohammed. Khác với Giê-xu, Mohammed không khoe khoang, khoác lác, mạo nhận là con một hay con thứ của Thiên Chúa. Không làm phép lạ để biểu diễn khả năng phù thủy bịp bợm, không lập ra các phép bí tích, nhảm nhí, và cũng không truyền chức cho ai độc quyền cai trị giáo hội và thế giới. Giê-xu dốt đặt, cắn mai, nên không viết một chữ nào để lại cho hậu thế. Các lời Giê-xu nói đều do người khác gán cho, do thiên thần Gabriel đọc cho ông ta viết mà thôi. Trong kinh Quran có đoạn Mohammed viết về thiên thần Gabriel như sau: khi tôi đang trên đường lên núi thì bỗng nghe có tiếng nói từ trời xuống: ôi Mahomet, con là vị tông đồ của Chúa, ta là người Gabriel. Đây, tôi ngẩng đầu lên để xem ai đang nói. Tôi thấy Gabriel là người đàn ông với những bàn chân trắng ngang chân trời. Trong niềm tin của đạo hồi thì thiên thần Gabriel là thánh linh Thiên Chúa, mà Kitô giáo gọi là Đức Chúa Thánh Thần. Đạo hồi là đạo Thiên Chúa đúng nghĩa, vì họ tin Thiên Chúa là đấng chỉ có một ngôi duy nhất. Trái lại, Kitô giáo là đa thần giáo trá hình, vì Thiên Chúa là Kitô giáo, là Thiên Chúa ba ngôi. Về Abraham, trong kinh Koran, Mohammed viết như sau: thiên thần Gabriel nâng tôi lên cao trong không khí, trước hết Ngài đưa tôi đến viếng Jerusalem, sau đó Ngài đưa tôi qua 6 tầng trời. Đến tầng thứ 7 tôi gặp Adam, tổ phụ loài người, thánh John Bautista, giáo chủ Essen, kim thầy dạy giáo lý cho Giê-xu, Enoch, Akron, Môi-si, Giê-xu và Abraham. Cuối cùng tôi được gặp Thiên Chúa và nói chuyện trực tiếp với Ngài. Chúa phán: ôi Mohammed, ta đón tiếp con như một người bạn, cũng như trước đây ta đã đón tiếp Abraham như một người bạn vậy. Ta nói chuyện với con mặt đối mặt, cũng như trước đây ta nói chuyện mặt đối với Môi-si vậy. Tiếng Ả Rập Koran có nghĩa là sự kể chuyện. Những người Hồi giáo coi kinh Koran là những lời cuối cùng của Thiên Chúa dành cho loài người, là cuốn sách mẹ của mọi cuốn sách. Cũng như các đạo thờ Chúa khác, người Hồi giáo tin kinh thánh là của họ, là chân lý tuyệt đối. Các kinh thánh ngoài đạo của họ đều là đồ giả mạo, cần phải hủy diệt bằng bạo lực.
cũng như các tòa án dị giáo của Công giáo La Mã chủ trương giết hết, đốt hết, phá hết tất cả những gì khác với giáo lý Công giáo vậy. Độc thần giáo, tức các đạo thờ Chúa, bành trướng thế lực tôn giáo bằng chiến tranh, máu lửa. Số tín đồ tăng lên theo nhịp độ phát triển của các chủ nghĩa đế quốc và thực dân cũ mới. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, ngày nay tổng số tín đồ của độc thần giáo đã lên đến 3.200.000.000 trên tổng số nhân loại là 5.804.000.000. Hai tôn giáo lớn nhất của hệ thống độc thần giáo hiện nay là Công giáo La Mã với gần 1.000.000.000 tín đồ, kế đến là giáo phái Hồi giáo Sunni với 936.000.000 tín đồ. Các con số tín đồ đông đảo không nói lên giá trị của các tôn giáo này, vì họ là những khối người khổng lồ luôn luôn dốc phần lớn sinh lực của họ để tìm cách tiêu diệt lẫn nhau và phá hoại hòa bình thế giới. Năm 383, triều đại con cháu của Constantine đã đổi tên Kitô giáo thành Công giáo, có nghĩa là tôn giáo toàn cầu. Danh từ Công giáo nói lên ý đồ tham hiểm thâm độc của đế quốc La Mã nhắm tới sự nô lệ hóa toàn cầu dưới chiêu bài tôn giáo. Vì vậy, nếu hiểu Công giáo chỉ đơn giản là quốc giáo hoặc đạo công cộng là chưa đánh giá đúng tim đen của đế quốc. Những danh từ phiên âm như đạo Gia Tô hay đạo Ca Tô Roma đều làm chúng ta quên đi ý đồ nham hiểm của đạo Công giáo Vatican. Vào thời gian do sự mâu thuẫn trong việc giải thích kinh thánh và tranh chấp quyền lợi vật chất giữa các giới lãnh đạo chóp bu, đạo Công giáo đã bị phân hóa thành nhiều ngành. Một, Công giáo La Mã còn được gọi là Giáo hội Tây Phương, hiện có 981.000.000 tín đồ. Hai, Công giáo Đông Phương là chính thống giáo, chính thức tách rời khỏi Công giáo La Mã vào năm 876. Số tín đồ hiện nay khoảng 218.000.000, đa số tại nước Nga, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Âu. Ba, Công giáo Anh được gọi là Anh giáo, có khoảng 69.000.000 tín đồ tại Anh, Úc, Tân Tây Lan, Canada và Mỹ, chính thức tách rời khỏi Công giáo La Mã năm 1539. 4. Các giáo phái Tin lành, danh xưng chính thức của tín đồ Tin lành là những kẻ chống Công giáo La Mã. Đạo Tin lành là đạo chống Công giáo La Mã. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới chẳng giống ai gọi họ là Tin lành, nhưng thực tế chẳng có gì lành. Khoảng đầu thế kỷ 20, nhiều người Công giáo Việt Nam gọi họ là những kẻ theo đạo phệ phản. Theo sau này không thấy ai sử dụng danh từ đạo phệ phản nữa, có lẽ vì danh từ này mang tính kỳ thị tôn giáo. Công giáo La Mã, chính thống giáo và Anh giáo có thể được gọi chung là Công giáo vì các lý do sau đây. Một, giáo lý của ba tôn giáo này rất tương đồng. Hai, cả ba tôn giáo đều thờ ảnh tượng Chúa và các thánh. Bước chân vào giáo đường của ba tôn giáo này, ta rất khó phân biệt khác hẳn với các giáo phái Tin lành, tuyệt đối không thờ ảnh tượng. Họ chỉ sử dụng cây thánh giá trơn, không có tượng Chúa làm biểu tượng mà thôi. Ba, cả ba đạo Công giáo này đều thờ bà Maria và tin bà còn đồng trinh. Sau khi xin Chúa Giêsu, người theo đạo Tin lành tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa hóa thân
nhưng không tin bà Maria đồng trinh. Vì ngoài Chúa ra, bà Maria còn sinh ba trai và ba gái với ông Joseph. Người Hồi giáo cũng tin bà Maria đồng trinh, nhưng phủ nhận bản tính Thiên Chúa của Giê-xu. Họ chỉ coi Giê-xu là tiên tri đứng sau tiên tri Mahomet. 4. Ba đạo Công giáo nói trên đều có giáo đồ riêng. Công giáo La Mã có giáo đồ tại Vatican, một lãnh địa tự trị tách ra khỏi thủ đô La Mã của nước Ý. Giáo đồ của chính thống giáo đặt tại Constantinople là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo đô Anh giáo đặt tại Canterbury, Anh Quốc. Các giáo phái Tin Lành không có các giáo đồ. 5. Các đạo Công giáo có hàng giáo phẩm được truyền chức để làm lễ. Biến bánh và rượu thành máu và thịt của Chúa Giê-xu. Hàng giáo phẩm Công giáo La Mã và Công giáo Hy Lạp chính thống giáo đều là nam giới. Riêng Công giáo Anh có nữ linh mục, cũng làm lễ như nam linh mục và có chồng con. Còn số linh mục Anh giáo tại Anh, Úc, Canada và Mỹ hiện nay lên tới khoảng 2.000 người. Tất cả các người theo đạo Kitô không thuộc ba giáo hội Công giáo nói trên đều được gọi chung là Tin Lành. Số tín đồ Tin Lành hiện nay lên tới 686 triệu. Các mục sư không làm lễ, chỉ giảng thánh kinh mà thôi. Trong những thế kỷ trước, người Việt Nam gọi đạo Công giáo La Mã là đạo Gia Tô hay Gia Tô. Gia Tô là tiếng chữ Hán phiên âm chữ Giê-xu. Đạo Gia Tô có nghĩa là đạo thờ Giê-xu. Trong kinh Cảm Tạ Cầu Hồn viết bằng Hán tự mà các giáo dân Bùi Chu phát diệm và Thái Bình ngày nay vẫn còn đọc trong các đám dỗ có câu: Thần Chúa Gia Tô thục tội thi ân chỉ đại, nghĩa là lạy Chúa Giê-xu chuộc tội và ban ơn rất lớn. Đạo Hồi. Đạo Hồi là đạo thứ ba trong hệ thống Nhất Thần giáo. Thiên Chúa của Đạo Hồi là Thiên Chúa của đạo Do Thái và đạo Kitô. Người Hồi giáo cũng giống như Do Thái giáo phủ nhận ngôi thứ hai tức Giê-xu, và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần của đạo Kitô, nên Thiên Chúa của Hồi giáo và Do Thái giáo là Thiên Chúa duy nhất. Đạo Hồi chịu ảnh hưởng sâu đậm giáo lý của đạo Do Thái và đạo Kitô do Mohammed sáng lập vào thế kỷ thứ 7. Đạo Hồi được truyền bá và phát triển phần lớn dựa vào bạo lực và chiến tranh. Đạo Công giáo La Mã là một đế quốc tinh thần luôn luôn bước song hành với các chủ nghĩa thực dân đế quốc. Đạo Hồi và Công giáo La Mã là hai kẻ thù lớn nhất của hòa bình thế giới. Cả hai đạo này đều là con đẻ của Do Thái, nhưng đều đã quay ngược lại tiêu diệt Do Thái đến gần tuyệt chủng. Hai đạo này được ví như hai cái bông mơ gren của Do Thái vậy. Số tín đồ đạo Hồi hiện nay là 1.128.000.000, đứng thứ nhì sau đạo Kitô. 1.955.000.000. Công giáo La Mã là giáo phái có đông tín đồ nhất của đạo Kitô. Nó là con đẻ của chủ nghĩa đế quốc La Mã và cả chủ nghĩa thực dân cũ mới của Âu Châu. Ngày nay các chủ nghĩa đế quốc và thực dân đã suy tàn. Đạo Công giáo tất nhiên phải gánh chịu những hệ lụy của các chủ nghĩa thực dân đế quốc mà suy tàn theo. Đó là một thực tế của tiến trình tiến hóa tất yếu của lịch sử. Nói tóm lại, Thiên Chúa giáo
là một hệ thống gồm 3 tôn giáo chính yếu: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Cả 3 tôn giáo này đều bắt nguồn từ đạo Do Thái nguyên thủy của các tổ phụ lập quốc Do Thái là Abraham, Isaac và Jacob. Đạo Do Thái nguyên thủy thờ Thiên Chúa mang tên Elohim với hình tượng của Ngài là con bò vàng. Đạo thờ bò đã tồn tại trong hơn 8 thế kỷ đầu của lịch sử. Nước Do Thái, các đạo thờ Thiên Chúa hiện nay chỉ là hậu thân của các đạo Do Thái nguyên thủy. Nói đúng hơn, những đạo này chỉ là những biến dạng khác nhau của đạo thờ bò. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Phần sau mình sẽ tiếp tục làm phần thứ hai là nói về huyền thoại của Công giáo. Những chuyện bí mật ở núi Sọ. Mời các bạn đón nghe. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ nhiều để cho mọi người cùng đọc, cùng nhìn nhận vấn đề sáng suốt rõ ràng hơn về các đạo Hồi giáo cũng như Thiên Chúa giáo, để chúng ta có nhìn nhận một cái sự đúng đắn hơn công sức của những người mà họ đã dày công nghiên cứu và tìm tòi để cho chúng ta có những kiến thức mới mẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để được nhận những bài mới. Xin chân thành tri ân của những người mà họ đã dày công nghiên cứu và tìm tòi để cho chúng ta có những kiến thức mới mẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để được nhận những bài mới. Xin chân thành tri ân